các thiên tử do sức oai đức của tỷ lô giá na bồ tát nên phóng đại quang minh mà quang minh đó chẳng từ mười phương đến các thiên tử tiếng chống trời của tôi cũng lạ như thế chẳng phải từ mười phương đến nhưng do nhờ sức căn lành tam muội sức oai đức bát nhã ba la mật mà sinh ra âm thanh thanh tịnh như vậy thị hiện đủ thứ tự tại như vậy các thiên tử ví như núi chúa tu di phía trên có cung điện trời tam thập tam rất đẹp có đủ thứ đồ vui mà đồ vui đó chẳng phải từ mười phương đến tiếng trống trời của tôi cũng lại như thế chẳng phải từ mười phương đến các thiên tử ví như các thế giới nhiều như số hạt bụi ức na do tha cõi phật nghiền hết làm bụi tôi vì chúng sinh nhiều như số hạt bụi như vậy tùy theo sở thích của họ mà diễn nói pháp khiến cho họ sinh tâm đại hoan hỉ mà tôi đối với họ chẳng sinh tâm mệt mỏi, chẳng sinh tâm thối lùi khiếp sợ, chẳng sinh tâm kiêu mạn, chẳng sinh tâm phóng giật. Các thiên tử, tỳ lô giá na, bồ tát, trụ tam muội ly cấu cũng lạ như thế, có một vẻ đẹp trong lòng bàn tay phải, phóng ra một luồng quang minh, hiện ra vô lượng thần lực tự tại, tất cả thanh văn bích chi Phật, còn không thể biết được hà huống là các chúng sinh các thiên tử, các ông nên đi đến chỗ Bồ Tát đó gần cuối cúng dường. Đừng tham trước đồ vui năm dục, đừng chấp vào vui năm dục, làm chướng ngại các căn lành. Các thiên tử, ví như kiếp lửa, thiêu hủy sạch hết núi tu di, không còn dư thừa. Tâm tham dục ràng buộc cũng lạ như thế, chọn không thể sinh tâm niệm Phật. Các thiên tử, các ông nên biết ân báo ân, các thiên tử có chúng sinh chẳng biết báo ân phần nhiều gặp hoạnh tử sinh vào địa ngục các thiên tử các ông thủa xưa ở trong địa ngục nhờ hào quang chiếu thân xả bỏ nơi đó mà sinh về đây các ông hôm nay nên mau chóng hồi hướng để tăng trưởng căn lành các thiên tử như chống trời tôi đây chẳng phải nam chẳng phải nữ mà hay sinh ra vô lượng vô biên sự việc không thể nghĩ bàn các ông thiên tử thiên nữ cũng lại như thế chẳng phải nam chẳng phải nữ mà được thọ dụng đủ thứ cung điện vườn rừng tốt đẹp như trống trời tôi đây chẳng sinh chẳng diệt sắc thọ tưởng hành thức cũng lạ như thế chẳng sinh chẳng diệt nếu các ông ngộ hiểu được chỗ này nên biết liền nhập vào tam muội vô y ấn